Nếu bạn luyện tập thiền định đã lâu nhưng tâm trí vẫn bị phân tâm bởi cảm xúc lo lắng, u buồn hoặc luôn luôn bị cuốn vào trong những luồng cảm xúc tức giận thì đây chính là thông điệp vũ trụ dành cho bạn để tập thiền, đồng thời tập cách định thân, định tâm ngay trong ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Brian đến từ kênh YouTube Yoga with Brian. Trong ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người cách để định thân tâm trí để tiến bộ tốt hơn trong quá trình luyện tập thiền và định của mình. Các bài tập thiền định hay còn gọi là các bài tập grounding, các bài tập tiếp đất, nối đất chính là các bài tập giúp cho bạn kết nối với cơ thể ở ngay trong thời khắc ngay bây giờ. Mục đích chính của những bài tập này là giúp cho thân thể và tâm trí của bạn được kết nối và làm việc cùng với nhau và bạn không rơi vào trong trạng thái cơ thể một đằng, tâm trí một nẻo, luôn luôn mơ mộng, viển vông và sống trên cành cây. Sau đây, 7 bài tập này sẽ giúp bạn kết nối với xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác và thị giác của bản thân để kết nối với không gian hiện tại nhằm giúp bạn định tốt hơn, kết nối với đất mẹ tốt hơn. Các giác quan trong cơ thể của chúng ta sẽ góp phần nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang ở đây, ngay thời điểm này, đang ở ngay trong cơ thể vật lý này và chúng ta đang an toàn, hạnh phúc ngay thời khắc này. Việc luyện tập kết nối với cơ thể vật lý sẽ giúp cho bạn có một sự vững vàng và nội lực trong suốt quá trình thiền định. Vì vậy, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu 7 bài tập sau đây nhé. Bài tập thứ nhất, hãy nhắc nhở bản thân về giây phút hiện tại. Bạn có thể lặp lại bằng âm thanh bên trong suy nghĩ của mình rằng tôi đang ở đây, tôi đang ở thời khắc hiện tại, tôi đang an toàn, tôi đang hạnh phúc. Bài tập thứ hai, ngồi trong tư thế xếp bằng thoải mái, duỗi thẳng và duỗi cao đỉnh đầu. Tại đây bạn hít vào và thở ra 10 lần. Hít vào 3 nhịp, nín lại một tí xíu, thở ra 3 nhịp và nhẹ nhàng nín lại một tí xíu. Sau đó tiếp tục vòng thứ 2, vòng thứ 3 cho đến vòng thứ 10. Khi hít vào hãy cố gắng đưa suy nghĩ và tâm trí về với cảm giác tôi biết rằng tôi đang hít vào, và khi thở ra hãy cũng cảm nhận và biết rằng mình đang thở ra. Bài tập thứ ba đó là dừng lại và lắng nghe. Ban đầu hãy dừng lại, ngồi thiền và lắng nghe những âm thanh ở gần bạn, nhận biết đó là những âm gì. Bạn có thể có âm thanh trong đầu nhắc lại, ví dụ đây là âm thanh của chiếc đồng hồ, đây là âm thanh của tiếng mưa. Sau đó bạn bắt đầu quan sát những âm thanh ở xa hơn. Việc đưa tâm trí về với âm thanh sẽ kéo bạn ngay về với khoảnh khắc hiện tại. Bài tập thứ tư, bạn hãy đứng dậy và đi bộ trong thiên nhiên. Khi đi bộ, bạn hãy quan sát cảm nhận ở từng bước chân, đưa sự cảm nhận này về dưới lòng bàn chân và cảm nhận sự kết nối một cách vững chắc với mặt đất, với đất mẹ. Bài tập thứ 5, bạn hãy pha một ly trà ấm và nhấp từng ngụm khi uống nước. Bạn hãy cảm nhận hương vị của từng ngụm nước và đồng thời bạn hãy suy nghĩ về nguồn gốc và đặc tính, sự đặc trưng của loại trà bạn đang uống. Cảm nhận bằng vị giác sẽ kết nối bạn với không gian cơ thể hiện tại và góp phần đưa năng lượng của trái đất vào trong cơ thể bạn một cách tỉnh thức hơn. Bài tập thứ 6, nếu bạn có một khu vườn, hãy dành thời gian chăm sóc chúng. Hãy dành thời gian kết nối với đất mẹ và những sản phẩm cây cối mọc lên từ mặt đất. Hãy đưa bàn tay cảm nhận bùn đất và năng lượng đến từ mặt đất, cây cỏ. Trong y học phương Đông đã chứng minh rằng với mỗi buổi sáng khi bạn đi bộ trên mặt cỏ non, bạn sẽ đồng thời cân bằng năng lượng âm dương của cơ thể và khiến cho cơ thể trẻ hóa, nâng cao sức khỏe và sắc đẹp rất nhiều. Và cuối cùng, bài tập số 7, yoga, cũng chính là một bài tập rất là mạnh mẽ để giúp các bạn định lại, kết nối lại với bản thân. Các tư thế ngồi hoặc nằm, ví dụ như tư thế ngồi hoa sen hoặc các tư thế nằm duỗi người đều có tác dụng kết nối bạn với mặt đất và đem lại sự vững chãi, sự bình tĩnh và
an tịnh cho cơ thể của chúng ta trong thời khắc hiện tại. Tất cả những bài tập này đều mang lại sự thoải mái và tập trung bắt nguồn từ cơ thể vật lý của chúng ta. Brian vừa hoàn tất hướng dẫn các bạn 7 bài tập để giúp chúng ta định lại, kết nối lại với cơ thể hoặc kết nối lại đất mẹ đất. Những bài tập này mong sẽ giúp cho các bạn ổn định lại thân tâm trí, tăng cường nội lực, sự vững chãi bên trong tâm trí của mình và từ đây giúp chúng ta có thể phát triển tốt hơn trong trình luyện tập yoga và thiền của mình. Nếu các bạn thích video clip này, hãy cùng chia sẻ với bạn bè để nâng cao sự nhận thức của mọi người và truyền tải thông điệp tốt lành đến mọi người. Chúc các bạn sức khỏe và sự bình an. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.